Thế giới 24 giờ qua vẫn xoay quanh căng thẳng Mỹ-Trung. Ngay sau khi Trung Quốc trừng phạt công ty Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan, Ngoại trưởng Mỹ đã đến Ấn Độ để thảo luận về cách đối phó với Trung Quốc. Tại Mỹ, Thượng viện thông qua đề cử bà Barrett trước cuộc bỏ phiếu cuối cùng. Hồng Y, người da đen đầu tiên của Mỹ, phát biểu về dân quyền. Các thông tin khác, Azerbaijan và Armenia chính thức đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo. Jordan tẩy chay hàng hóa Pháp sau phát biểu của ông Emmanuel Macron. Tất cả sẽ có trong FBNC Thế giới hôm nay. Ngọc Mai xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay được phát sóng trên kênh FBNC. Quý vị thân mến, vào hôm thứ Hai ngày 26 tháng 10, Trung Quốc cho biết họ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty của Mỹ tham gia bán vũ khí cho Đài Loan. Trong đó bao gồm Lockheed Martin là nhà thầu chính trong thương vụ bán gói nâng cấp hệ thống tên lửa trị giá 620 triệu đô la Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên cho biết, các công ty khác của Mỹ như Boeing Defense và Raytheon cũng sẽ bị trừng phạt vì đã tham gia thương vụ mới nhất bán vũ khí cho Đài Loan. Trung Quốc kiên quyết phản đối các vụ bán vũ khí của Mỹ cho Đài Loan. Ông Triệu nói, chúng tôi sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt lên các nhà thầu chính trong thương vụ bán vũ khí này. Trung Quốc một lần nữa kêu gọi Mỹ tuân thủ cam kết đối với nguyên tắc một Trung Quốc, đồng thời chấm dứt việc mua bán vũ khí và tiếp xúc quân sự với Đài Loan. Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và lợi ích an ninh của mình, ông Triệu nói thêm. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán 3 hệ thống vũ khí tiềm năng cho Đài Loan, bao gồm cảm biến, tên lửa và pháo, có thể có tổng giá trị 1,8 tỷ đô la. Ngay sau đó, Ngoại trưởng Mỹ ông Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng ông Mark Esper cho biết đã gặp những người đồng cấp Ấn Độ tại New Delhi để hội đàm chiến lược. Chuyến thăm của ông Pompeo được xem là nỗ lực mới nhất của chính phủ Mỹ trong việc tăng cường quan hệ với các đồng minh nhằm chống lại Trung Quốc. Ông Pompeo dự kiến sẽ hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi và tham gia đối thoại cấp Bộ trưởng Mỹ-Ấn thường niên lần thứ ba với Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và những người đồng cấp Ấn Độ để thảo luận về thương mại song phương Mỹ-Ấn và các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Trong nỗ lực kiềm chế và đẩy lùi tầm ảnh hưởng sức mạnh kinh tế và quân sự của Trung Quốc trong khu vực, ông Pompeo cũng sẽ tới thăm Sri Lanka và Maldives, hai quốc gia ở Ấn Độ Dương đang phải vật lộn với đống nợ khổng lồ sau khi Trung Quốc đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn ở hai nước này. Ông Pompeo sẽ là Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên thăm Maldives từ năm 2004 đến nay. Theo thỏa thuận quốc phòng hai bên đạt được trong tháng trước, Maldives đồng ý đẩy mạnh hợp tác với Mỹ và ủng hộ khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương mở và tự do. Ông Pompeo sẽ kết thúc chuyến công tác tại Indonesia, quốc gia cũng đang bất đồng với Trung Quốc về những tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Còn tại Trung Quốc, ngày 26 tháng 10, tại thủ đô Bắc Kinh, nước này đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5, Ban chấp hành Trung ương khóa 19. Tham dự gồm có Chủ tịch Tập Cận Bình, các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng và ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hội nghị sẽ bàn về những vấn đề cấp bách trong và ngoài mà Bắc Kinh đang đối phó. Được biết, Hội nghị Trung ương 5 của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 10 sẽ xem xét thông qua quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 14 từ năm 2021 đến năm 2025 và mục tiêu đến năm 2035. Đồng thời, hội nghị cũng sẽ bầu bổ sung một số vị trí ủy viên Trung ương. Hội nghị diễn ra vào lúc Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn cả đối nội lẫn đối ngoại, và đối ngoại quan hệ căng thẳng với Mỹ, nguy cơ xung đột tại eo biển Đài Loan, biên giới Ấn Độ v.v. vẫn đang nhận được sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Về đối nội, đang có nhiều ý kiến lo ngại ông Tập Cận Bình đang tăng tốc lãnh đạo sang hướng tả khuynh nhằm bảo vệ quyền lực chính trị, đã đẩy mạnh kiểm soát tư tưởng chặt chẽ chưa từng có. Với 52 phiếu thuận và 48 phiếu chống, Thượng viện Mỹ tối ngày 26 tháng 10 theo giờ Mỹ đã phê chuẩn ứng viên Amy Coney Barrett do Tổng thống Donald Trump đề cử vào vị trí thẩm phán tòa án tối cao. Đây là kết quả đã được dự đoán trước. Bà Susan Collins là thượng nghị sĩ Cộng hòa duy nhất bỏ phiếu chống vì cho rằng không nên đề cử thẩm phán tòa án tối cao trước thềm bầu cử. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lisa Murkowski trước đó phản đối đề cử bà Barrett, nhưng cuối cùng lại bỏ phiếu thuận. Đây là lần thứ ba Tổng thống Trump đề cử thành công ứng viên vào tòa án tối cao và củng cố đa số ghế bảo thủ tại tòa án với tỷ lệ 6-3. Việc bà Barrett được phê chuẩn mang đến chiến thắng bước ngoặt cho ông Trump và thu hút được lượng cử tri bảo thủ khi cuộc bầu cử tổng thống chỉ còn cách 8 ngày. Bà Barrett sẽ là thẩm phán đầu tiên trong lịch sử hiện đại được bổ nhiệm mà không có sự ủng hộ của lưỡng đảng. Lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho rằng đa số Đảng Cộng hòa đang thúc đẩy sự tín nhiệm bằng cách tiến hành cuộc bỏ phiếu gần ngày bầu cử, dù chính họ đã chặn ứng viên do cựu Tổng thống Barack Obama đề cử năm 2016.
Hồng y Wilton Gregory là một trong số 13 tân hồng y được Giáo hoàng Francis bổ nhiệm vào Chủ nhật ngày 25 tháng 10. Ông là tổng giám mục da đen đầu tiên của Washington DC vào năm 2019. Trong buổi phát biểu đầu tiên khi nhậm chức, ông Gregory đã phát biểu về cái chết của George Floyd và các vấn đề về nhân quyền khác. Hồng y Wilton Gregory, năm nay tròn 73 tuổi, Giáo hoàng Francis hôm Chủ nhật cho biết ông Gregory đã được chọn cùng với những người khác từ Rwanda, Philippines và nhiều nơi khác để đội chiếc mũ Jacetto màu đỏ tôn kính, biểu tượng của Hồng y. Là một người cực kỳ ủng hộ dân quyền, trong bài phát biểu đầu tiên khi nhậm chức, Hồng y Gregory đã nói về cái chết của anh George Floyd, một người đàn ông da đen không vũ trang, đã chết sau khi một sĩ quan cảnh sát Minneapolis, Mỹ, da trắng quỳ trên cổ trong gần 9 phút vào tháng 5 và gây ra một làn sóng phản đối trên khắp thế giới. Ông Gregory cũng là người đi đầu trong việc tích cực giải quyết các vụ bê bối lạm dụng tình dục của Giáo hội Công giáo La Mã và đẩy mạnh chính sách không khoan nhượng của nhà thờ. Những việc làm của ông được cộng đồng Công giáo ca ngợi. Con gái và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Ivanka Trump và Jared Kushner đe dọa sẽ kiện một nhóm chống lại ông Trump vì chạy quảng cáo ám chỉ cả hai người bàng quan trước việc gần 225.000 người Mỹ chết vì COVID-19. Luật sư đại diện của cả hai đã thông báo ý định kiện này tới nhóm dự án Lincoln vào hôm 23 tháng 10. Nhóm này đã cho chạy quảng cáo cáo buộc họ trên những tấm pano, billboard tại quảng trường thời đại Times Square, thành phố New York, Mỹ. Trong thư, bà Ivanka và chồng gọi những quảng cáo này là giả, mang ác ý và có ý đồ phỉ báng họ. Luật sư Mark Kasowitz viết trong thư rằng, nếu những quảng cáo trên những pano này không được lập tức tháo xuống, chúng tôi sẽ kiện các vị vì những thiệt hại gần như chắc chắn phải bị trừng phạt và được bồi thường. Lá thư này đã được chính dự án Lincoln chia sẻ lên Twitter. Trong một bài đăng Twitter khác, dự án Lincoln tuyên bố yêu cầu từ phía cặp đôi là điên rồ và họ sẽ không tháo những tấm pano xuống. Dự án Lincoln bao gồm một số cố vấn tranh cử cũ của cựu Tổng thống George Bush và thượng nghị sĩ John McCain, là tổ chức lớn nhất từ phía Đảng Cộng hòa phản đối việc ông Trump tái đắc cử vào ngày 3 tháng 11 tới. Nhóm này đã thực hiện một loạt quảng cáo để kêu gọi việc ông Trump bị đánh bại, tấn công những nghị sĩ ủng hộ ông và ủng hộ ứng viên từ Đảng Dân chủ, cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Vào hôm thứ Hai ngày 26 tháng 10, Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết Nhật Bản đang đặt mục tiêu cắt giảm lượng khí nhà kính xuống không và trở thành một xã hội không có carbon. Trước đó, Nhật Bản đã cam kết sẽ đạt được mức độ trung hòa carbon càng sớm càng tốt trong nửa sau của thế kỷ nhưng không nói cụ thể về thời gian. Trong bài phát biểu về chính sách đầu tiên của mình trước Quốc hội kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga nhấn mạnh rằng ứng phó với biến đổi khí hậu không còn là hạn chế đối với tăng trưởng kinh tế và kêu gọi nước Nhật cần thay đổi tư duy theo quan điểm rằng thực hiện các biện pháp quyết đoán chống lại biến đổi khí hậu sẽ dẫn đến thay đổi cơ cấu công nghiệp và nền kinh tế số sẽ mang lại tăng trưởng vượt bậc. Nhật Bản là quốc gia phát thải carbon dioxide lớn thứ năm thế giới, trong khi việc tăng năng lượng tái tạo đang được xúc tiến, nước này cũng có kế hoạch triển khai các nhà máy điện đốt than mới. Để đạt được mục tiêu của mình, ông Suga nói rằng pin mặt trời mới và tái chế carbon sẽ là chìa khóa quan trọng và Nhật Bản sẽ tăng cường nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực đó. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo việc đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Nagorno-Karabakh là một điều dễ dàng, mới đây Mỹ và chính quyền Azerbaijan và Armenia cùng thông báo một lệnh ngừng bắn nhân đạo mới giữa hai bên sẽ có hiệu lực từ ngày 26 tháng 10 tại khu vực tranh chấp này. Trước thời điểm thông báo trên, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán về Nagorno-Karabakh với sự tham gia của phía Mỹ đã tiến triển rất tốt. Cụ thể, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có các buổi họp riêng với Ngoại trưởng Armenia và Azerbaijan. Các buổi họp này có sự tham gia đồng chủ trì của nhóm OSCE, Minsk, nhóm trung gian hòa giải xung đột và các nước Pháp-Nga-Mỹ nhằm thảo luận để hướng đến một thỏa thuận ngừng bắn và các yếu tố cốt lõi của một giải pháp toàn diện. OSCE Minsk, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, là tổ chức an ninh liên chính phủ lớn nhất thế giới, hoạt động theo hiến chương của Liên Hiệp Quốc. OSCE có chức năng cảnh báo và ngăn chặn xung đột, kiểm soát khủng hoảng và tái thiết thời hậu chiến. Nhóm OSCE Minsk cho biết các đồng chủ trì cuộc họp và các ngoại trưởng đồng ý họp thêm về vấn đề Nagorno-Karabakh tại Geneva vào ngày 29 tháng 10. Tuy nhiên, những giao tranh vừa mới xảy ra ngày 25 tháng 10 và sự đổ vỡ của hai thỏa thuận ngừng bắn trước đó do Nga làm trung gian đặt ra câu hỏi về triển vọng của thỏa thuận ngừng bắn mới này. Thỏa thuận nhằm chấm dứt các cuộc đụng độ ở Nagorno-Karabakh, một khu vực được quốc tế công nhận là của Azerbaijan, nhưng có phần đông người Armenia sinh sống và kiểm soát. Chuyển sang một thông tin về tình hình Thái Lan. Thưa quý vị, đảng đối lập lớn nhất của nước này hôm thứ Hai 26 tháng 10 đã kêu gọi Thủ tướng Prayut Chan-o-cha từ chức khi Quốc hội mở một phiên họp đặc biệt do cựu lãnh đạo quân đội triệu tập để thảo luận về các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng.
Phát biểu trong buổi khai mạc phiên họp Quốc hội, ông Sambon Amovivat, lãnh đạo đảng đối lập nói, Thủ tướng là trở ngại và gánh nặng lớn đối với đất nước, xin hãy từ chức và mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp. Thủ tướng Thái Lan Prayut tuần trước triệu tập cuộc họp này để thảo luận về các cuộc biểu tình bắt đầu từ giữa tháng 7 và kéo dài suốt 3 tháng qua. Người biểu tình cáo buộc Prayut, người lên nắm quyền sau cuộc đảo chính quân sự năm 2014, đã thao túng cuộc bầu cử năm ngoái để tiếp tục giữ ghế thủ tướng. Tuy nhiên, Thủ tướng Thái Lan cho biết cuộc bầu cử đã diễn ra công bằng và khẳng định sẽ không từ chức. Người biểu tình còn yêu cầu thay đổi bản hiến pháp do chính quyền quân sự soạn thảo hiện nay, cũng như cải cách chế độ quân chủ, vốn bị cáo buộc giúp quân đội mở rộng tầm ảnh hưởng chính trị trong nhiều thập kỷ. Người biểu tình cũng đề nghị hoàng gia minh bạch hơn về hồ sơ tài chính trong bối cảnh nền kinh tế đất nước lao dốc vì Covid-19. Chính phủ Thái Lan ban hành sắc lệnh khẩn cấp cấm tụ tập trên 4 người hôm ngày 15 tháng 10 để chấm dứt các cuộc biểu tình, song chỉ làm bùng phát sự tức giận trong dư luận và khiến hàng chục nghìn người đổ xuống đường phố Bangkok. Phát biểu tại phiên họp hôm nay, ông Prayut nói rằng Thái Lan cần kiểm soát các cuộc biểu tình bất hợp pháp. Tuy nhiên, các đối thủ chính trị của ông Prayut và lãnh đạo biểu tình nghi ngờ khả năng giải quyết khủng hoảng của phiên họp đặc biệt này. Người ủng hộ thủ tướng chiếm đa số trong quốc hội do thượng viện được chính quyền cũ của ông lựa chọn. Mới đây, người dân Chile đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý về việc liệu họ có muốn hiến pháp thời cựu tổng thống Augusto Pinochet bị loại bỏ hay không. Một hiến pháp có từ thời độc tài và thay thế bằng một hiến pháp mới có thể đáp ứng những đòi hỏi chủ yếu của người biểu tình, được kỳ vọng giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng xã hội kéo dài từ năm ngoái tại quốc gia Nam Mỹ này. Hiến pháp hiện hành của Chile được ban hành từ năm 1980 và đã qua nhiều lần sửa đổi, nhưng vẫn không quy định trách nhiệm của nhà nước trong việc cung cấp các dịch vụ về giáo dục và y tế, hai đòi hỏi chính của hàng triệu người dân Chile đã biểu tình kể từ tháng 10 năm ngoái. Hơn 14,8 triệu người đủ điều kiện sẽ tham gia bỏ phiếu tại 2.715 điểm bỏ phiếu trên đất nước trong vòng 12 tiếng, bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 25 tháng 10. Người dân Chile sẽ quyết định có thay đổi hiến pháp hay không, và nếu thay đổi thì hiến pháp sẽ được soạn thảo bởi các công dân được lựa chọn đặc biệt, bao gồm cả nam và nữ, hay giữa các công dân và các nhà lập pháp. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, vào hôm Chủ nhật ngày 25 tháng 10, các siêu thị ở Jordan cho biết họ đã loại bỏ các sản phẩm của Pháp khỏi kệ hàng của mình như một hành động nhằm phản đối bình luận của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về chủ nghĩa ly khai Hồi giáo đã gây ra sự phẫn nộ trên diện rộng ở nước này. Các sản phẩm của Pháp cũng đã bị loại bỏ khỏi một số cửa hàng ở Kuwait và Qatar. Trong khi đó, ở Libya, Syria và dải Gaza, người dân đã biểu tình phản đối Tổng thống Pháp. Các chủ siêu thị tại các nước Trung Đông đang kêu gọi tẩy chay các hàng hóa của Pháp. Phản ứng dữ dội này bắt nguồn từ những bình luận của Macron sau vụ giáo viên người Pháp bị sát hại tàn nhẫn. Giáo viên này bị sát hại sau khi cho lớp học xem tranh biếm họa của nhà tiên tri Mohammed trong một lớp học về quyền tự do ngôn luận. Pháp đã kêu gọi các nước Trung Đông chấm dứt việc tẩy chay hàng hóa của nước này. Bộ Ngoại giao Pháp cho biết những lời kêu gọi tẩy chay vô căn cứ đang được một nhóm thiểu số cực đoan thúc đẩy. Nhưng các chủ cửa hàng ở thủ đô của Jordan cho biết tẩy chay kinh tế cũng là cách tự do ngôn luận của riêng họ. Giám đốc một trong những siêu thị, ông Zahir Disbashi cho biết, đây là điều ít nhất chúng tôi có thể làm để ủng hộ nhà tiên tri Mohammed, hòa bình cho ông ấy. Không rõ có bao nhiêu siêu thị ở Amman đã loại bỏ các nhãn hiệu của Pháp ra khỏi các kệ hàng. Họ có quyền tự do ngôn luận về vấn đề này và chúng tôi cũng có quyền tự do ngôn luận. Họ thể hiện bằng phim hoạt hình và chúng tôi thể hiện điều đó bằng kinh tế. Cuối cùng hãy xem ai mạnh hơn ai. Hôm 25 tháng 10, Bộ trưởng Năng lượng Israel, ông Yuval Stennis cho biết sớm hay muộn gì thì Qatar cũng sẽ sở hữu được máy bay chiến đấu F-35 hiện đại do Mỹ sản xuất nếu họ sẵn sàng chi trả. Ông Stennis là một thành viên của nội các an ninh và là một trong những đồng minh thân cận nhất của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, nói rằng mặc dù chúng tôi rất lo lắng, quan ngại và nhiều lần phản hồi, nhưng tôi tin cuối cùng Washington cũng sẽ đồng ý bán F-35 cho Qatar vì đây là lợi ích của Mỹ mà họ đang tìm cách nuôi dưỡng. Ông nói nếu Mỹ không bán phản lực tàng hình cho Qatar, họ có thể sẽ mua chúng từ Nga và Trung Quốc. Chính quyền Mỹ nhất định sẽ bảo vệ lợi ích của họ. Ngày 7 tháng 10, Qatar đã gửi yêu cầu mua F-35, phản lực cơ tàng hình tiên tiến của Mỹ. Chiến đấu cơ này chỉ được Mỹ trang bị cho Israel trong khu vực. Mỹ có thể đang tiến tới việc coi Qatar là một đồng minh chính tại Trung Đông. Mỹ đã hỗ trợ các đồng minh trong khu vực bao gồm Qatar, nơi có cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông, với hy vọng chống lại ảnh hưởng của Iran. Ả Rập Xê Út, đối tác mạnh nhất và thân cận nhất của Washington trong số các quốc gia Trung Đông, cũng có khả năng phản đối việc Mỹ cung cấp F-35 cho Qatar. Mặc dù năm nay có Covid-19, các biện pháp giới hạn đi lại nghiêm ngặt giữa hai nước đã được áp dụng, nhưng những tiến bộ về y tế gần đây của Campuchia đã giúp cho họ thu hút nhiều người Lào qua chữa bệnh.
Mới đây, tạp chí Khmer Times dẫn lời cơ quan y tế tỉnh Prien Vihear của Campuchia thông báo, từ đầu năm đến nay, mặc dù do COVID-19 nên các biện pháp nghiêm ngặt đi lại giữa hai nước được áp dụng, nhưng cũng đã có 127 người Lào sang tỉnh họ chữa bệnh và nhu cầu đang rất lớn. Ông Khun Lo, giám đốc Sở Y tế tỉnh Prien Vihear cho biết, người Lào sang đây chữa trị chủ yếu ở các bệnh hô hấp, cảm, ung thư vòm họng và các bệnh liên quan đến sinh nở. Giá cả ở đây như nhau đối với người Campuchia lẫn người ngoại quốc. Nếu bạn nghèo khó sẽ được miễn phí hoàn toàn. Theo một bệnh nhân người Lào đã từng sang Campuchia chữa trị cho biết, dịch vụ ở Campuchia có chất lượng cao, thuốc tốt, các bác sĩ thân thiện và chuyên nghiệp. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng đi qua một quãng đường dài để có thể sang đó. Được biết, trong năm 2019, cơ quan y tế tỉnh Prien Vihear đã chữa trị cho 378 bệnh nhân đến từ Lào. Cách đây vài năm, Fathi nổi lên như một món đồ chơi được thiết kế bởi kỹ sư Joseph Anqualam dành cho các sinh viên công nghệ thông tin và những người đồng nghiệp của ông. Sau đó, nó được phát triển để trở thành một robot chuyên phục vụ cho ngành giáo dục với mục đích tạo ra không khí học tập thú vị cho học sinh sinh viên ở nước này. Ông Kalam cho biết, cơ hội giáo dục thực tế cho sinh viên khoa học máy tính và công nghệ thông tin của Syria bị hạn chế trong nước. Vì vậy, sản phẩm của ông là một phần của kế hoạch lớn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc học công nghệ. Fathi sẽ sớm được nhân rộng hơn nữa trong tương lai. Ông Kalam quyết định đặt tên cho thiết kế của mình theo tên của con người là Fathi, để tạo sự kết nối giữa trẻ em và các nhà giáo dục, mong muốn họ sẽ cảm thấy gần gũi hơn. Hiện Fathi đang dạy kèm cho sinh viên nghiên cứu về robot và AI tại các trung tâm tư nhân và trường đại học. Tuy nhiên, thách thức đặt ra đối với các phát minh này đó là sự thiếu hụt nguyên liệu sản xuất do các lệnh trừng phạt liên tục giáng lên Syria, khiến cho nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Fathi có giá 120.000 lira Syria, tương đương 250 đô la Mỹ, và hiện đã được bày bán rộng rãi trên thị trường. Theo bà Leslie Bannatyne, một tác giả chuyên viết về lịch sử của ngày lễ Halloween, vừa qua bà đã viết một bài viết về trang phục Halloween. Theo đó, từ nửa đầu thế kỷ 20, trang phục dành cho ngày lễ này rất đáng sợ. Dựa trên nguồn gốc của người ngoại giáo và cơ đốc giáo, ngày lễ được xem như một đêm để xua đuổi tà ma. Vì vậy, mọi người thường chọn trang phục nghiêm túc và đúng với tinh thần hơn là những trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa đại chúng ngày nay. Một bức ảnh đen trắng từ đầu những năm 1900 cho thấy một phụ nữ ở vùng nông thôn nước Mỹ, khuôn mặt được che bởi một chiếc mặt nạ màu trắng. Trong một bức ảnh khác từ năm 1930, một nhân vật cao lớn đứng trên cánh đồng, được quấn chặt trong thứ trông giống như tờ giấy trắng và băng đen. Trong khi một hình ảnh khác vào năm 1938 cho thấy ba người lái xe đến một bữa tiệc với mặt nạ đầu lâu trông rất kinh dị. Cô nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, trước khi nó phát triển thành dịp tiệc tùng thân thiện với gia đình, chúng tôi biết rằng ngày 31 tháng 10 có mối liên hệ mật thiết với ma và mê tín dị đoan. Đó được coi là một ngày ngoài bình thường, khi bạn hành động ngoài các chuẩn mực của xã hội. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, bà Leslie Panatai cho biết, trước khi trở thành một bữa tiệc gia đình vui vẻ, thì ngày 31 tháng 10 có mối liên hệ mật thiết với ma quỷ và mê tín dị đoan. Đó được coi là một ngày không bình thường, ngày mà bạn có thể làm những điều ngoài chuẩn mực xã hội. Nguồn gốc của trang phục Halloween có thể có từ hơn 2.000 năm trước. Các nhà sử học coi lễ hội Samhain của người ngoại giáo Celtic đánh dấu sự kết thúc của mùa hè và bắt đầu của nửa đen tối của năm ở quần đảo Anh là tiền thân của ngày lễ. Người ta tin rằng trong lễ hội, thế giới của con người và các vị thần bị hòa làm một. Một số người dâng đồ ăn và thức ăn cho các vị thần, trong khi những người khác mặc đồ cải trang, chẳng hạn như da và đầu động vật, để các linh hồn lang thang có thể nhầm các cải trang đó với linh hồn của chính nó. Bà Banatai nói thêm rằng, ẩn sau trang phục của họ, dân làng thường chơi khăm nhau, nhưng lại đổ lỗi cho các linh hồn. Mặt nạ và khăn che mặt được coi là những phương tiện giấu giếm mọi thứ. Điều đó tiếp tục diễn ra trong suốt quá trình phát triển của Halloween. Cơ đốc giáo đã chấp nhận ngày 31 tháng 10 như một ngày lễ vào thế kỷ 11, như một phần của nỗ lực cải tổ các lễ kỷ niệm của người ngoại giáo, như một ngày lễ của riêng mình. Thật vậy, cái tên Halloween bắt nguồn từ All Hallows Eve, hay một ngày trước ngày các thánh 1 tháng 11. Các nhà côn trùng học và nhân viên cơ quan nông nghiệp thuộc bang Washington lần đầu tiên tiêu diệt thành công một tổ ong bắp cày khổng lồ châu Á ở bang Washington hôm 24 tháng 10 sau nhiều nỗ lực truy lùng và bao vây. Ong bắp cày châu Á gây ra vết đốt chí mạng cho con người và có khả năng xóa sổ một tổ ong mật trong vài giờ. Các nhà côn trùng học đã phát hiện ra tổ ong sau nhiều tuần truy lùng bằng cách sử dụng chỉ nha khoa để buộc thiết bị theo dõi vô tuyến vào con ong. Nhân viên cơ quan nông nghiệp bang Washington đã phải mặc bộ đồ bảo hộ dày 6mm khi hút chúng từ gốc cây để ngăn việc bị ong bắp cày làm tổn thương.
Sau đó họ lưu trữ các con ong chết trong thùng lạnh nhằm mục đích nghiên cứu, bởi giới chuyên gia vẫn chưa biết chúng tới Mỹ và cách nào. Cây cũng sẽ bị chặt để lấy ong bắp cày mới sinh và tìm hiểu xem liệu ong chúa đã rời khỏi tổ hay chưa. Các quan chức nghi ngờ có thể có nhiều tổ ong khác trong khu vực và sẽ tiếp tục tìm kiếm. Ông Sven Erik Spichiger, nhà côn trùng học ở cơ quan nông nghiệp, cho biết ong bắp cày phân bổ chủ yếu ở các nước châu Á, bao gồm cả Việt Nam. Ong bắp cày châu Á là loài ong lớn nhất thế giới với chiều dài 5 cm và có thể tiêu diệt toàn bộ một tổ ong mật chỉ trong vài giờ. Nông dân ở Tây Bắc Mỹ phụ thuộc vào ong mật để thụ phấn cho nhiều loại cây, bao gồm quả việt quất và phúc bùn tử. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới hôm nay. Ngọc Mai xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.